Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai yêu sản phẩm nào hay yêu thích sản phẩm nào thì gọi điện thoại trực tiếp bên số của em 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mấy chiếc mũ 6 múi. Mấy chiếc mũ 6 múi hàng xưa nhá. Mấy chiếc mũ 6 múi hàng xưa, hàng của chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Cái hàng này của nó là hàng sưu tầm, rất là độ sưu tầm rất là cao nhá. Bởi vì nó là hàng xưa mà nó độ mới rất là còn ok, còn rất mới nhá. Rất mới, rất ok. Em có 3-4 chiếc thì em sẽ lên từng chiếc một cho mọi người. Ai vừa chiếc nào hay yêu thích chiếc nào thì gọi điện thoại trực tiếp với số của em 0378 050 027. Đầu tiên em sẽ lên cho mọi người chiếc mũ 6 múi. Cái này là đời của nó chính xác là đời 1970. Số của nó thì nó hơi mờ một chút, nó cái chỗ này nó cọ vào vành đầu ấy nên rất là dễ mờ, chứ còn thực tế cái mũ này mới. Cái mũ này mới còn phải đến 97-98% luôn. Màu xanh ô liu nhá. Chiếc mũ này là đời 70 thì những cái dòng đời 69-70 thường thường là màu xanh ô liu nhá. Đó là dòng thiên về chất xanh ô liu. Chứ còn đời 63-64 hay là 65-66 ấy thì nó sẽ là thiên về dòng màu cỏ úa. Nó tùy từng đời một ấy. Nhưng mà nó đều là hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ đấy, chứ không phải là màu lọ là màu kia, màu này thì xịn màu kia đều đâu. Nó vẫn là hàng xịn hết. Nhưng mà nó tùy theo đời nên là nó khác nhau một chút. Đây là dòng 1970 nhá. Cái mũ này 1970, vòng đầu của nó là như vòng đầu của em, 58 đội là vừa đẹp nhá. Đây là lưới cao nhá. Mũ lưới cao. Vòng đầu 58 đội vừa đẹp. Cái này chính xác vòng đầu 58 nhá. Vòng đầu 58 đội đẹp xuất sắc, còn một pin sồi xưa luôn. Pin sồi tá xưa. Đây là pin xịn đấy. Đó, rất là đẹp nhá. Độ mới 97-98%, không có lỗi gì. Đẹp xuất sắc. Không dơ bẩn, không có lỗi. Đó, chiếc mũ này em bán giá cho mọi người là 1.700.000 nhá. 1.700.000 cho chiếc mũ 6 múi hàng 1970 nhá. Độ mới tầm 97-98%, không có lỗi gì. 1.700.000. Tiếp theo em lên lộ một chiếc mũ, cái này là vòng đầu nhỏ này. Và chất là chất hành úa nhá. Chất hành nhá. Độ mới thì rất là cao. Độ mới cao, size là 67/8, tương đương với vòng đầu 55, 56 độ cũng được. 55, 56, 56 độ thì càng lên form mũ. Nhưng mà 55 độ thì nó thoải mái nhá. Vòng đầu 55 hoặc 56 các bác đội cái này là ok. Cái này là đời 1964. 1964 đẳng cấp luôn nhá. Đời 1964 đẳng cấp luôn. Nó bị thiếu 1-2 cái chấm chỉ ở trên này thôi. Đấy. Thiếu 1-2 cái chấm chỉ này thôi. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của mũ đâu. Nó không ảnh hưởng đến chất lượng của mũ đâu ạ. Đó. Rất là đẹp nhá. Không có lỗi gì. Cái này độ mới của nó đảm bảo được 95%. Đảm bảo được 95%. Tem vẫn còn rất đẹp nhá. Tem này và tem sử dụng thì đây. Đó. Tem còn rất đẹp nhá. Sản xuất năm 1964. Cấp phát 1964 luôn. Rất là đẹp. Vòng đầu 5556 bác nào vòng đầu nhỏ nhỏ độ cái này thì xuất sắc luôn nhé. 5556 đời sâu 1964, độ mới tầm 95%, có một lỗ nhỏ xíu đấy. Cái đấy thì mọi người không ảnh hưởng đến chất lượng, mọi người thoải mái sưu tầm không sao. Cái chiếc mũ này của em là 1.000.000, em để cho mọi người cái mũ này là 1.600.000 nhé. 1.600.000. Bác lấy gì ạ? Bức cho bác phụ ra số 0. Vâng, đây em sẽ lên cho mọi người thêm một chiếc mũ lưới lửng. Chiếc mũ lưới lửng nhé, đây là lưới lửng nhé. Lưới lửng cái này về mọi người đội vừa đầu thì nó sẽ căng lên. Còn nó không bị lỗi gì đâu ạ, vừa đầu thì nó sẽ căng lên. Đây là lưới lửng. Đây là lưới lửng sản xuất năm 1971 nhé. 1971. 1971 lưới lửng. Vòng đầu của nó 56 nhé.
size 7 vòng đầu 56, size số 7 vòng đầu 56, 1971 như em vòng đầu 58 đội là sẽ bị chật, nó không thể lên được cao và không đẩy được phong mũi ra. Chứ các bác đội là ok, đội rất đẹp nhé. 1971 vòng đầu 56, 1971 vòng đầu 56 đẹp xuất sắc, độ mới 98%, không lỗi gì. Độ mới 98% không có lỗi gì nhá. Lưỡi liếc thẳng lì luôn. Đẹp. Cái mũ này đẹp. Chất màu này là chất màu xanh ô liu nhá. Cái này của nó là vòng đầu 56 đội là đẹp xuất sắc này. Vòng đầu 56 đội các bác đội nó ok nhá. Không có lỗi gì. Chiếc mũ này em để cho mọi người là 1.200.000. 1.200.000 nhá. Đẹp. Mới 98%. 1.200.000, vòng đầu 56 độ đẹp nhá. Em đội gần vừa nó đẩy form lên rồi rất là đẹp. 1.200.000 cho chiếc mũ này nhá. 1.200.000 cho chiếc mũ này. Đây, em có một chiếc mũ vải xương cá, vải xương cá tròn nhá. Vải xương cá tròn, độ rất là đẹp. Mũ mềm. Nó là đời sau của mà chiếc mũ này là đời sau của mũ Saten nhá. Nó là vải xương cá. Vải xương cá cái này sản xuất năm 1973. Cái này 1973 nhá. Sản xuất năm 1973. Vải xương cá, độ mới 98%. Độ mới 98%, vòng đầu của nó là 57 độ ok. 57 độ ok nhá. Cái này vòng đầu 57 độ ok. Tem in vẫn còn rõ ràng nhá. Tem in vẫn còn rõ ràng và rất là đẹp. Độ mới 98.9%. Nó là tem in, đó là vải xương cá nhá. Nó là vải xương cá. Cái này em bán là 700.000. 700.000 cho chiếc mũ này. Chuẩn cấp phát của đội Mỹ, sản xuất năm 1973. 700.000 cho chiếc mũ vải xương cá này. Ok chưa? 700.000 nhá. Rất đẹp. Bác nào vòng đầu 57 đội là đẹp xinh luôn. Cái này đội nó phải căng. Cái đội phải căng thì nó mới ra cái form mũ. Như em 58 đội hơi kích. Các bác 57 đội nó ok nhá. 57 đội nó ok. Đó. Nhìn cái mũ đội rất là thích, mềm đẹp. Cái này là 700.000 cho mọi người sưu tầm. 700.000 chiếc mũ xương cá. Đây là chiếc mũ Saten này. Chiếc mũ Saten, cái Saten thì nó là độ thì nó mềm hơn. Độ thì mềm hơn, nhưng mà cái mũ này nó có một cái lỗi là có một chấm ố ở đây. Đó, một cái chấm ố ở đây nhá. Đó. Chứ còn mũ Saten này thì rất là đẹp, nó là đời sâu. Saten này nó đời sâu hơn, nó là đời 5X và 6X đấy. 195X, 196X đấy. Độ mới của chiếc mũ này thì cũng mọi người không phải không phải chê luôn. Độ mới của chiếc mũ này thì nói chung là nó không phải tầm 95%. Màu vẫn còn xanh nhô lưu, vẫn còn rất đẹp nhé. Nó bị lỗ một lỗ này, em bán rẻ cho mọi người. Vòng đầu của nó là 56 nhá. Đồ vòng đầu 56, 57 đội được. Đội cái này, cái đội căng một tí thì nó lên được form mũ rất là đẹp. 56 hoặc là 56.5 đội nó ok. Đó. Chiếc mũ này em để cho mọi người giá là 800.000. 800.000 cho chiếc mũ này nhá. Nó có một lỗi ở đây nhá. Chứ không thì cái mũ là không lỗi thì phải giá 1.000.000. Nhưng mà có một cái lỗi chấm ở đây. Giá là 800.000 cho mọi người. Vòng đầu tầm 57 độ đã ok. Vì cái này mọi người đừng để này mọi người bắt nó ở chật. Mọi người kéo nó xuống một chút. Đấy. Kéo nó xuống một chút. Em 58 độ thì vẫn còn được cơ mà. Nên 57 độ ok nhá. Vòng đầu em chuẩn 58. Không sai một chút nào. Cái mũ này là giá 800.000 nhá. 800.000 cho chiếc mũ Saten. Đây là chất vải Saten. Còn đây là chất vải xương cá nhá. Saten xương cá form mũ giống nhau nhưng mà cái chất vải nó khác nhau một chút. Cái này thì nó mới không lỗi và năm 1973 thì là giá 700.000. Còn chiếc mũ này thì nó là đời sâu hơn và nó là vải Saten và có một lỗ nhỏ ở đây, giá là 800.000. Đó. Chứ không phải là bị nhầm đâu. Nhưng mà nó do đời và do chất liệu đó. Em còn hai cái mũ lưới lửng nhưng mà nó là đời 8X, nó sẽ rẻ hơn nhá. Đời 8X sẽ rẻ hơn. Cái này vòng đầu to này. Và mũ lưới lửng vòng đầu. Vòng đầu cái này xem vòng đầu bao nhiêu. Cái này là vòng đầu, cái này mà mọi người về là ép rồi nà lại giúp em nhá. Cho nó phẳng cái này thì đẹp hơn. Cái này vòng đầu 58 nhá. Vòng đầu 58 độ ok. Lưới lửng, cái này là vòng đời 8X nhá. Cái này là vành da, đời 8X. Còn đời 7X là nó là vành vải.
Cái này vành da nhá, nó có bị tưa ở đây. Đó. Nó hiện trạng nó như này. Đó. Thì em bán rẻ cho mọi người về sưu tầm thôi, về độ chơi chơi dao động thoải mái, không ảnh hưởng gì, nhưng mà nó đảm bảo cho mọi người. Nó là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhá. Nó là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Đấy, hai chiếc, cái chiếc mũ này em để cho mọi người là 350.000. 350.000 vòng đầu 58. Mũ này mũ 8X nhá. À, 198182 gì đó. À, vòng đầu này, vòng đầu nhỏ này, có một chiếc vòng đầu nhỏ nữa. Cái này vòng đầu 56 thôi. Cái này vòng đầu 56 thôi nhá. Một chiếc này vòng đầu 56 cũng 350.000. 350.000 nhá. Nó cũng hiện trạng nó cũng như vậy. Nó cũng bị gọi là sần sần cái da vùng quanh nhá. Đó. Vòng đầu 56 nhá. Một chiếc là vòng đầu 56 và một chiếc vòng đầu 58, bắt nào vừa chiếc nào thì lấy. Giá 350.000 thôi. Bán xả cho mọi người cái chiếc mũ này về đội lao động hay là gì cũng được. Chứ còn nó là chuẩn cấp phát quân đội Mỹ và nó là hàng xịn đấy. Rồi. À, bác nào vừa chiếc nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.